thì các bạn anh gì nãy quên tên thì em cũng đã mời lên, thì anh nó làm bảo em đó. Anh Vinh Đỗ hôm nay thì anh thấy cái chương trình livestream của em rồi có anh Di Hoàng cũng vô cũng giải bài tâm sự là người con xa quê đó, rồi anh có ý kiến gì hôm nay những cái cuộc livestream này anh cho em thêm ý kiến nha, bà con thêm ý kiến anh. Vâng, xin chào tất cả những anh em đang tham gia ở trên cái trang nhà của em Thái Công Nhiên. Lời đầu tiên thì tôi cũng có lời cảm ơn cái tiếng nói của anh Lôi Minh, cái tiếng nói của anh Di Hoàng. Hồi nãy là tôi đã theo dõi là rất là kỹ. Thì tôi cũng muốn giải thích với các bạn rằng là thực ra mà nói thì nhân dân ở trong nước á, thì những cái chuyện chiến tranh đau thương ta tang tóc nó đã xa rồi, 43 năm rồi. Cũng không ai muốn rằng là cứ khơi dậy những cái chuyện đó hoặc là những cái hận thù về quá khứ để mà mang lại. Và tôi cũng đã nói với mọi người, đương nhiên tiếng nói của tôi thì nó cũng chưa chưa ít khi được 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 mọi người nghe thấy, nhưng mà tôi cũng thỉnh thoảng tôi lên thì tôi cũng vẫn nói là những cái chuyện về chiến tranh là chúng tôi cũng đã trải qua và chúng tôi đã biết rồi. Đau thương tang tóc thì không phải riêng coi như cho những người nhà của cộng sản, mà kể cả những người mà dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa cũng có. Cái điều đó thì ai cũng hiểu rõ thôi. Và Việt Nam mình thì đất nước mình bây giờ không ai muốn có chiến tranh cả. Bởi vì khi mà xảy ra chiến tranh ấy, thì là đất nước lại hoang tàn đổ nát, lại trở về thời kỳ đồ đá và lại trở về thời kỳ mà các bạn đã ra đi. Mà tôi tin rằng là các bạn cũng không thấy sung sướng gì khi mà quê hương đất nước mình cứ coi như tan hoang như vậy. Đó là tôi có lời cảm ơn hai hai bạn là khách mời của bạn Thái Hồng Nhiên và của em Thái Hồng Nhiên lên nói là như vậy. Nhưng mà sự thật ra mà nói thì cái này là bởi vì thực ra mà nói ở trong nước người Việt Nam ấy thì cũng không 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 ai vơ đũa cả nắm đâu. Đây là nói ví dụ như anh em người ta có nói cái từ ba que ấy, thì người ta cũng chỉ nói đề cập đến những cái người mà hiện nay vẫn cứ quay đầu về chửi đất nước, chửi Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế mà coi như là chúng tôi ở trong nước thì chúng tôi thừa nhận rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đang coi như là cùng nhân dân cả nước đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đang cùng mọi người xây dựng một đất nước từ hoang tàn đổ nát mà bây giờ nó như thế này. Thì vô lý rằng là tôi vẫn cứ gọi và các anh các chị ở ở ở bên hải ngoại, kể cả là những người chống cộng cực đoan, tôi vẫn cứ kêu gọi là chúng ta nên từ bỏ những cái hằn thù đi. Và trên cái kênh của An Thái Ngẫu Nhiên ấy, thì những năm năm ngoái năm ấy thì cũng chỉ vì là các ví dụ như là những người như là Trang Lê này, rồi Lisa Phạm này, rồi anh Tân Thái này, anh Huy Chương, Benny Trường này chửi đấy, những chung trực rồi chửi Võ lắm Trung Trực này. Thế rồi mình thì Thái Ngẫu Nhiên nó mới chửi bậy thôi. Chứ còn năm nay thì tôi góp ý với Thái Hồng Nhiên là không nên làm như vậy nữa, mà chúng ta phải thay đổi cái phương pháp làm đi cho nó thân thiện đi. Chúng ta có thay đổi phương pháp, thay đổi thân thiện thì tin chắc rằng mọi người người ta sẽ nghe lọt tai hơn và chúng ta sẽ có cơ hội để nói lên sự thật. Và tôi cũng kêu gọi là kể cả những người hiện nay vẫn đang chống cộng cực đoan, tôi gọi là chống chống cộng theo kiểu cực đoan, nghĩ lại cái hằn thù ngày xưa thì chúng ta cũng lại điều chỉnh lại đi. Nói cái gì nó phải có sự thật, còn nói không có sự thật thì những người dân trong nước chúng tôi cũng không tin. Đấy 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 là tôi nói thế, ở chỗ là trên quan điểm của chúng tôi là những người ở trong nước thì không nói gì đến Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu như ai có tài mà để đưa đất nước này tiến lên, tiến nữa lên thì chúng tôi cũng đồng tình ủng hộ đấy. Nhưng mà với điều kiện là các vị phải nói sự thật,
Chứ còn các vị cứ nói những cái mà tôi thấy nó chả có cái gì đúng so với trên thực tế ở trên đất nước này, thì làm sao mà người dân trong nước chúng tôi tin được? Đây là tôi lấy một cái ví dụ rất là cụ thể thôi nhá. Các quý vị ở nước ngoài, các quý vị tuyên truyền nào này, ví dụ như là cái bạn Thanh Luân chẳng hạn, trong cái năm 2016, đầu năm 2017, các bạn tuyên truyền nào là Việt Nam là suy thoái nào, nợ nần nào, sắp đổ vỡ nào, rồi đủ các trò, và sắp đổi tiền. Nhưng mà trên thực tế năm nay 2018 rồi, chúng tôi chả thấy đổi tiền đâu cả. Đấy là điều thứ nhất nhé, tôi lấy dẫn chứng rõ ràng luôn. Điều thứ hai này là các quý vị này cứ nào là hẹn hết những ngày quốc hận nọ 30 tháng 4 rồi, hết quốc hận kia 30 tháng 4 về để giải thể Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà năm nay cũng lại là 2018 thôi. Tôi chưa thấy một cái người nào đâu mà coi như thò mặt nói ngang nè. 2018 này tháng 5 ở gì, năm Tây tháng 3 2018 Victor Hồ nói là Đảng Cộng sẽ lật được cái Đảng Cộng sản nữa. Anh mới nghe clip bữa không em có, đăng đó rồi đó. Không có đâu em ơi, không có được cái đó, hoang đường lắm. Bởi vì người Việt Nam chúng ta ở trong nước là có trên 90 triệu. Tôi nhớ không nhầm là phải tới gần 97 triệu rồi. Đấy, mà giỏi lắm thì đếm trên đầu ngón tay mà cứ quanh đi quanh lại, kể cả những cái người mà bất mãn với chế độ ở trong nước này. Đếm ở trên đầu ngón tay thì vài trăm người. Đếm đi đếm lại thôi. Bởi vì tôi hay theo dõi mấy cái này thì tôi cũng nhớ tên rồi, nhớ tuy kể cả nick giả nick thật thì, nhưng mà quanh đi quanh lại vài trăm người. Thế là cứ chờ coi như có cơ hội. Anh 4.300 nữa cũng chị không cần đổ được. Anh Vinh, cho em nói chuyện với chị Phùng Quốc Hà, sư phụ của em đó, huấn luyện em mà được 2018 được gì đó. Vinh Đỗ là sư phụ của em đó. Sau lưng em có cái gì sư phụ đó. Nói tiếp đi sư phụ. Thế thì rồi, thế thì mình mới nói Thái Ngọc Nhiên này này. Bây giờ mình không cần gì, mình chỉ cần rằng các quý vị ở nước ngoài cứ nói đúng sự thật đi. Cũng giống như là bạn Nôi Minh và cái bạn khách mời vừa rồi ấy, thì trong nước chúng tôi mới tâm phục khẩu phục. Đấy. Chứ còn thì nếu như cứ tuyên truyền thì chúng tôi không phục đâu. Mà hai nữa là chúng tôi ở trong nước, chúng tôi nhìn thấy thực tế thì làm sao mà chúng tôi tin được. Quả thật đấy, tôi nói thật luôn, kể cả nước Mỹ có giàu đẹp đến mấy đến chăng nữa nhá, thì chúng tôi cũng không tin được những con người mà lại đi học Mỹ này, ở Mỹ này, sống ở Mỹ này, học được những cái văn minh của nước Mỹ này, học những cái tiến bộ của nước Mỹ, nhưng mà toàn nói sai sự thật. Thì chúng tôi cũng không màng đến là cái chuyện đi Mỹ là cái gì đâu. Tôi nói thật đây, là tôi là người dân bình thường thôi. Đấy. Đành rằng chúng tôi đưa con em đi học ở Mỹ, nhưng mà đấy là những cái người là con em của chúng tôi rồi. Tôi tin chắc người ta sẽ học được những cái gì đó. Đó. Những cái gì về văn minh đấy, của nước Mỹ để người ta quay lại. Bởi vì con cái chúng tôi là còn chúng tôi đang ở trong nước này. Dứt khoát con cái, người ta nói là lá thì bao giờ cũng sẽ rụng về cội, đúng không? Đây là mình phải nói như thế. Vậy thì con cái chúng tôi đi, rồi con cái chúng tôi cũng sẽ về phục vụ lại Việt Nam. Đấy, tôi lấy thêm một cái dẫn chứng nữa này. Các quý vị chống cộng cực đoan ở nước ngoài ấy, cứ bảo là chúng tôi cho người đi xuất khẩu lao động để bán nô lệ. Các bạn nói sai. Tôi phân tích để các quý vị thấy này. Đào tạo được một người từ lớp mầm non cho tới một người đến mức độ đại học, đến một tiến sĩ, một kỹ sư, trải qua một thời gian rất dài, mười mấy năm. Nhưng với một người khi đã trưởng thành, cỡ khoảng 18, 19, 20 tuổi thôi, đi xuất khẩu lao động, lúc đó người ta đã có đầy đủ bản lĩnh để học được những cái tinh hoa về công nghệ ở nước ngoài. Đánh răng đúng, người ta lao động ở nước ngoài, người ta sẽ mang tiền gửi về nước, gia đình người ta sẽ xây dựng những cái nền tảng, những cái nhà máy hoặc là
gọi là nhà máy nhỏ thôi, để khi người ta trở về nước, người ta sẽ làm chủ thực thụ của những cái nền tảng người ta đã xây dựng trong những trong thời gian mà người ta đi xuất khẩu lao động. Và tôi cho rằng đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, của nhà nước Việt Nam đưa người đi xuất khẩu lao động, đó là đường lối đúng đắn. Học một cách rất là nhanh. Nếu như một người mà từ một em nhỏ mà đào tạo trở thành một tiến sĩ thì ít nhất là phải mất 15 tới 20 năm. Nhưng một người đi ra nước ngoài chỉ cần xuất khẩu lao động trong vòng 5 năm thôi là người ta đã học được những cái công nghệ, những cái của nước ngoài rồi. Và người ta sẽ quay về, bởi vì ở quê hương của người ta vẫn còn cha, mẹ, vợ, con, họ hàng, cô dì, chú bác. Đương nhiên là người ta sẽ trở về. Còn trong quá trình đi học đó, không phải là 10 người qua Mỹ là người ta thích ở Mỹ hết đâu. Gia đình tôi cũng có đến mấy đứa cháu hiện nay đang học ở Mỹ. Thế nhưng chúng nó vẫn một lòng hướng về Việt Nam. Tôi khẳng định với các quý vị như vậy. Chứ không hẳn như quý vị cứ tuyên truyền là bảo là tại sao ai cũng thích đi Mỹ. Bây giờ tôi hỏi lại quý vị luôn nha. Tại sao rất nhiều người ở các nước khác như Hàn Quốc này, Nhật Bản này, Canada này, thậm chí cả người Mỹ đến công tác ở Việt Nam và vẫn thích ở lại Việt Nam? Các quý vị có nhận thấy vấn đề đó không? Vậy thì các quý vị phải biết rằng nói đi thì phải nói lại. Nhưng khi các quý vị nói đi mà chúng tôi ở đây, chúng tôi nghĩ lại, chúng tôi nhìn thấy lại, thì tôi thấy các quý vị nói sai, không đúng. Đấy, tôi chỉ muốn nói như vậy thôi. Bởi vì trên thực tế thì trong hơn một năm qua, hai năm qua, nó xảy ra những cái chuyện như thế. Nhưng bây giờ nói ra thì nó dài dòng, mà cứ để coi như mượn diễn đàn của em Nhiên để tôi cũng muốn để mọi người khác cũng lên để chia sẻ trên tinh thần ấy. Trên tinh thần là chúng ta nói chuyện với nhau là ôn hòa và đưa ra những cái lý lẽ làm sao cả hai bên chúng ta cũng nghe được. Chứ chúng ta đừng có cực đoan quá. Cực đoan quá thì không thể gần nhau và không, chỉ suốt ngày cứ chửi nhau thôi thì chả giải quyết vấn đề gì. Các bạn chửi chúng tôi được thì chúng tôi cũng chửi các bạn được. Đấy. Thế nhưng mà tôi đã góp ý với em Thái Hồng Nhiên là không nên chửi nữa. Đấy. Và chúng ta làm những cái vấn đề chương trình nó khác đi. Đấy. Tôi cũng mỗi người chỉ cần bỏ ra 10, 15 phút trong một ngày thôi thì đã có những cái video clip, những cái bài nói chuyện có đủ hình ảnh âm thanh đó, mang một cái tính rất là thuyết phục, bởi vì nó là thực tế để mọi người ở nước ngoài người ta cũng nhận thấy rằng à, cái hình ảnh của đất nước Việt Nam này là đúng sự thật. Tất cả các anh chị em ở các vùng miền, từ nông thôn cho tới thành thị đến hải đảo, các mà công nghệ thông tin bây giờ thì điện thoại thông minh ở Việt Nam mà có live stream thì bây giờ khá nhiều rồi. Phải nói thẳng là tới 50-60% là sử dụng được những cái đó. Mà riêng tôi thì cũng có tới hai cái, mà vị trí tổng tất tất là 40 triệu. Vậy thì cái cuộc sống của người Việt Nam thì đâu còn khổ nữa. Bỏ ra 40 triệu tức là gần bằng 2.000 đô, 2.000 đô la của người lao động ở nước Mỹ. Thầy, em xài máy gì các anh thấy là xài hai cái máy là như vậy rồi. Thế thì các quý vị thấy rằng là ở Việt Nam đâu còn nghèo khổ nữa. Chúng ta phải nói bằng sự thật, có hình ảnh thì mới thuyết phục. Chứ còn thì nếu như chúng ta chỉ có chửi đi chửi lại thì các anh các chị bên kia cũng không nghe được. Và nhất là những người, người ta còn mang cái tư tưởng cực đoan thì người ta lại càng khó nghe. Đấy. Người ta lại càng có ác cảm với những người trong nước. Và làm như vậy. Bây giờ em thì nói, họ nói cũng là được họ làm chuyện gì nào. Vâng. Thế còn thì về nhà nước ta, thì nhà nước ta cũng vẫn đang điều chỉnh về chính sách để vẫy gọi, mời gọi. Thứ nhất là những người xa quê lâu ngày có dịp được về thăm quê hương. Thứ hai nữa là cũng biết được, dù là
là đã định cư sinh sống ở bên Mỹ. Bởi vì có những bạn thì cứ hỏi mấy cái anh mà nói như vừa rồi, tại sao Việt Nam tốt như thế mà không về Mỹ, à không về Việt Nam mà sống đi, các bạn cũng lại nói sai luôn. Tôi giải thích để các quý vị hiểu này này, rời cả một gia đình đi tới nửa vòng trái đất không phải là điều đơn giản khi mà ở đó người ta đã sinh sống mười mấy 20 năm và người ta đã ít nhiều việc cũng đã làm. ổn định công ăn việc làm, con cái người ta học tập, cái đó không phải là đơn giản. Mình phải đặt cái cương vị của mình vào đó thì mình mới hiểu cho người ta. Chỉ có điều người ta hơn mình ở chỗ là người ta đã về nước, người ta nhìn thấy cái hiện thực của đất nước thì người ta nói lên sự thật, có vậy thôi. Và đấy cũng là tình yêu quê hương, đúng không? Cho nên là tôi muốn nhắn nhủ với các quý vị như vậy thôi. Hôm Dạ. nay thì nhắn nhủ như vậy, và hôm khác tôi cũng sẽ lại mong rằng sẽ có dịp nói chuyện với anh chị em ở trên cộng đồng, kể cả những người hiện nay còn đang rất là ghét cái chế độ này, ghét chúng tôi ở trong nước. Đấy là sự thật. Chứ còn không phải một sớm một chiều, một ngày một giờ chúng ta có thể nói hết được những cái vấn đề đó. Vậy thì tôi rất cảm ơn Ví dụ cái cho diễn em nói cái này đàn nè của anh, các em bạn kia yên tâm rồi. đi, muốn có trả lời sự thật đúng không, mình tí mình mời anh lên, mình lên nói sự thật, các bạn muốn hỏi gì anh Lôi Minh đang sống tại đất nước, trên đất nước Mỹ, anh Lôi Minh trả lời cho các bạn hết luôn Đúng trên chương rồi, trình của tôi tôi. biết bạn Lôi Minh đang sống ở nước Mỹ, tôi mời, chính tôi mời bạn Lôi Minh bởi vì tôi biết giờ này ở bên Mỹ đang là ban ngày. Đấy, thế còn thì ở chúng tôi ở đây thì khuya rồi, bây giờ cũng là 1-2 giờ đêm rồi. Tôi như chưa nhìn đồng hồ nhưng mà tôi áng chừng cỡ đó. Thì không phải là tự nhiên chúng tôi khùng khùng xong rồi chúng tôi cứ lên đây để chửi bậy chửi bạ, cái đó nó không có hiệu quả. Đây là nói sự thật vậy. Thì tôi cũng muốn rằng là chúng tôi được học hỏi anh Lôi Minh và bạn gì đó vừa 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 bạn Hoàng Duy hoặc gì đó Duy Hoàng là để xem cái thực tế ở trên đất Tranh lo Mỹ như mình trả nào. lời với các chúng bạn. tôi không chúng tôi không cho rằng tôi không cho rằng là nước Mỹ là xấu, và tôi không cho rằng tất cả những người mà đã phục vụ trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa là ba que hết đâu. Các bạn đừng Dạ nghĩ như đúng vậy, rồi anh, đây em là cũng sự nghĩ thật giống anh mà như đây vậy. ba que. Và chúng tôi chỉ nói rằng là ba Anh que là nói những cái đi. người mà hiện nay còn đang 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 có những cái thù hằn với chế độ vì những cái lý do nọ kia đấy, mà vẫn cứ cứ quay trở về để xuyên tạc rồi nói xấu rồi bôi nhọ rồi thậm chí là đòi lật đổ. Thì tôi nói là không lật đổ được đâu, bởi vì cứ bất kỳ một người nào mà về nước để mà lật đổ ấy thì đều bị an ninh Việt Nam bắt hết rồi. Không không phải là như thế đâu các bạn ạ. Không dễ gì để lật được Đảng Cộng sản Việt Nam đâu. Tôi đây để tôi nhấn mạnh với mọi người là như vậy. Thế cho nên tôi chỉ nhờ cái diễn đàn của em Thái Hồng Nhiên để nói vậy thôi. Ê, chúng ta còn có thể gặp lại nhau nhiều, còn nhiều nhiều dịp. Còn nếu như mà các quý vị mà có điều kiện mà về Việt Nam, chúng tôi cũng sẵn sàng. Chúng tôi sẵn sàng để làm người hướng dẫn cho các quý vị. Đấy. Để xem các quý vị thấy được những cái hình ảnh thực tế trên đất nước Việt Nam này đang thay đổi như thế nào. Đấy. Mà có điều kiện mà về Việt Nam, chúng tôi cũng sẵn sàng. Chúng tôi sẵn sàng để làm người hướng dẫn cho các quý vị. Đấy. Để xem các quý vị thấy được những cái hình ảnh thực tế trên đất nước Việt Nam này đang thay đổi như thế nào. Đấy, thế cho nên là chúng ta bây giờ chúng ta phải xóa bỏ hận thù đi, bởi vì một cái đất nước này ai cũng là máu đỏ da vàng hết, tóc đen máu đỏ da vàng, đấy là sự thật. Chứ chúng tôi không không muốn chia rẽ, chúng tôi không muốn là ấy, bởi vì là những người lãnh đạo của chúng tôi cũng đang muốn cả thế giới này là bạn, bởi vì đất nước Việt Nam mình nhỏ bé không xâm lược được ai,
không gây thù oán được với ai. Chúng ta chỉ lấy cái nhân nghĩa để thắng hung tàn thôi. Chúng ta chỉ nói lên những cái gì mà thật để cho mọi người ở khắp năm châu này. Vì thế cho nên là hiện nay Việt Nam đang quan hệ rất rộng với rất nhiều nước ở trên thế giới, kể cả những cường quốc như là nước Mỹ. Chứ nhà nước chúng tôi rồi những người dân chúng tôi ở trong nước đâu có muốn rằng là suốt ngày chiến tranh loạn lạc đâu, không muốn bom đạn dội lên đầu. Bởi vì á, khi mà chiến tranh xảy ra thì người đầu tiên chịu thiệt thòi đấy chính là chúng tôi, chứ không ai khác. Vậy thì có ai thích chiến tranh không ạ? Tôi xin hỏi các bạn hiện nay đang theo dõi ở trên diễn đàn của em Thái Ngọc Nhiên này, có ai thích chiến tranh không ạ? Một khi mà muốn tiêu diệt được Đảng Cộng sản Việt Nam thì đương nhiên là phải xảy ra chiến tranh rồi. Cái đó là cái chắc chắn là không thể bàn cãi. Bởi vì Việt Nam người ta cũng phải có vũ khí, phải có những cái khả năng để người ta dẹp những cái đó đi chứ. Làm sao mà người ta để xảy ra được, đúng không? Vậy khi đã xảy ra chiến tranh rồi thì người đầu tiên là chúng tôi ở trong nước bị chịu thiệt thòi. Và chúng tôi không muốn chiến tranh. Tôi khẳng định với quý vị và các bạn như vậy. Thế còn các bạn cứ đừng có nói rằng là chúng tôi bưng bô rồi cái này khác cả. Mà xét cho cùng thì bưng bô là đúng thôi các bạn ạ. Bởi vì người đang dẫn dắt cái đất nước này ấm no hạnh phúc là Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi bưng bô tốt quá chứ. Các bạn cứ nhìn xem. Đây là hình ảnh thực tế nhé. Các bạn nhìn Thái Ngọc Nhiên xem. Nhà của Thái Ngọc Nhiên đó. Hiện nay Thái Ngọc Nhiên đang ngồi ở trên nhà của Thái Ngọc Nhiên. Thái Ngọc Nhiên bưng bô cho Cộng sản đó. Các bạn có nhìn thấy không? Bưng bô cho Cộng sản mà có một cái dinh cơ như thế này. Thì ai mà chả muốn bưng bô. Tôi ngồi ở chỗ tôi đây cũng là một cái xưởng, gọi là một cái xưởng làm việc thôi. Mà chúng tôi lại vẫn cứ nói rằng là chúng tôi rất là hạnh phúc, rất tự do. Thế thì ai chả muốn bưng bô, đúng không? Hình ảnh nó có ở đằng sau lưng Thái Ngọc Nhiên đó. Đây, bạn Thái Ngọc Nhiên có thể là coi như lia ống kính đi để cho mọi người nhìn thấy. Đây là hình ảnh thật, đúng không? Và tôi thấy là ở trên nhiều những người mà lên ấy. Thế nhưng mà trên những hình ảnh mà của những người ở trong nước ấy, mà cứ kêu gào là Việt Nam thế nọ thế kia ấy, mà từ trong nước ấy, mà thậm chí là xưng là tôi là người ở trong nước này, thì những cái hình ảnh ở sau lưng họ ấy cũng đều là những cái nhà rất đẹp. Các bạn không tin, các bạn cứ theo dõi cái chi tiết như tôi nói xem có đúng không. Họ đều nói, họ đều ngồi ở những cái sau lưng họ là những cái nhà rất đẹp. Mà họ thì cứ kêu là Việt Nam nghèo khổ rồi bị này nọ rồi bị cướp đất, cướp nhà, cướp của. Đấy, các bạn cứ thử nghĩ xem. Vậy các bạn có nên tin họ không? Vâng, thế thì bây giờ hôm nay thì tôi cũng muốn chỉ nói thế thôi. Em Thái Ngọc Nhiên có thể mời người khác đi, bởi vì tôi nói như thế này cũng là nhiều rồi.